Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái cuộc sống làm farm Úc nha. Tại vì có một số bạn hỏi thăm mình về cái công việc làm farm Úc như thế nào. Hôm nay mình đi lại cái farm của bà dì mình, quay cho các bạn coi nha. Thì cuộc sống làm farm ở Úc á, thì cũng như mà ai mà làm nông nghiệp, làm farm, làm ruộng ở Úc á, ở Việt Nam á, thì qua Úc làm rất là dễ dàng. Thì công việc thì nó cũng bình thường, thì cũng trồng trọt, quấn tỉa hái thôi, mà thì nó đỡ cực hơn, vất vả hơn ở Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi cái farm này là của dì mình, trồng dưa leo ở Việt Nam hay còn gọi là dưa chuột á. Thì ở đây ở Úc này người ta trồng rất là nhiều loại dưa, cà, ớt, rồi cà tím, rồi và một số cái loại nông sản khác. Ở Úc thì được cái là mình trồng đồ á, nếu mà trúng giá thì rất là tốt, tại vì giá rất là cao. Cho nên mình làm farm ở Úc, đi làm cho người ta thì người ta cũng trả mình theo cái giờ mà rất là cao. Thì ở Úc thì người ta làm farm thì người ta trả lương người tính theo giờ, cho nên ai giỏi thì người ta mới mướn, làm dở thì có thể người ta mướn nhưng mà người ta trả thấp hơn. Thì hôm nay mình sẽ quay sơ các bạn, cho các bạn coi cái farm của chị mình. Thì trồng này là trồng dưa leo nhé. Thường thì trồng dưa ở Úc có hai cái cách trồng, là người ta trồng theo dạng thủy canh, là người ta trồng trên cái máng giống như vậy, tưới tự động được. Còn cách thứ hai nữa thì mình trồng dưới đất. Trồng dưới đất thì nó đỡ tốn phân hơn là trồng trên máng như vậy. Thì đây, để các bạn dễ hình dung á, thì đây là cái cây dưa leo. Dưa leo này là dưa chuột, trái nó dài khoảng một gang tay thôi. Thì đây là cây dưa đó. Bây giờ bắt đầu để trái rồi nè. Bình thường ở Việt Nam mình á, mình không có tỉa trái dưới đây, không tỉa chồi, để chồi để trái luôn. Nhưng mà Úc này á, nó khác một cái là mình phải tỉa chồi bớt, tại vì chồi nhiều quá thì nó sẽ mất sức cái cây. Với lại ở Úc này á, người ta trồng làm farm thì người ta thả mấy cọng dây như vậy đó, mỗi cây dưa là có một sợi dây, cho nên để chồi nhiều quá thì nó không có máng cái quắn cái cây vô được. Thì ở Úc này á, quắn cái cây dưa đó là mình sẽ quắn, chứ không có để cho nó bò tàn lan giống như ở Việt Nam. Thì mình sẽ quắn cái dưa qua đây, quắn nó dài lên tới đụng cổng dây chì này. Cổng dây chì này á, khi mà lên tới đây á, mình sẽ quắn qua vài vòng nữa rồi cho cái đoạn nó thòng xuống đó. Thì nếu như mà mình không có tỉa chồi thì mình không có đủ dây, nên mỗi cây dưa là chỉ lấy một cái chồi chính thôi, đó. Cái như cái chồi này á là mình tỉa bỏ luôn nè, mình chỉ chừa lại một trái, tại vì mình chừa tới đây là có lý do. Nếu mà mình cái trái dưa dài khoảng gần cả gang, nếu mà mình chừa thấp quá, chừa dưới đây á, sát đất quá thì trái dưa sẽ nằm xuống như vậy á, là cái bề mà nó chạm đất á, là nó không xanh, nó sẽ bị trắng. Nếu mà bị trắng á, ở Úc này là người ta bỏ, người ta nói là xe cần, là giống như là cái loại dụng loại giạc đó, người ta sẽ mua rất là thấp, có khi người ta không mua nữa. Cho nên mình phải tỉa đó, như mấy chồi này phải tỉa sạch nè. Đây là một cái farm này cũng nhỏ thôi, dưa trồng dưa leo đó. Cái cây bình thường nó có chút xíu là nó cũng đã có bông có trái từ gốc tới ngọn nha các bạn, nhưng mà tại vì mình phải tỉa như vậy đó, cho cây nó mới đủ sức. Bên đây cây này đó. À, đây là tỉa còn sót lại nè, phải tỉa luôn đó. Là cây dưa này á, mùa
mùa đông với mùa hè có thể trồng được, nhưng mà mùa đông thì nó chậm phát triển hơn. Mùa hè thì mình trồng, có người trồng thì khoảng 4 tuần là người ta có hái rồi. Đó. Như đây đó. Cái cây bình thường thì nó sẽ chồi rất là nhiều, nếu như các bạn không có tỉa chồi thì cái chồi nó gì mà nhiều như nhiều nữa là nó sẽ tùm, rất là tùm. Mình sẽ quay cho các bạn coi mấy cái chỗ mà chưa tỉa ha, rất là tùm. Đó, làm farm ở Úc đó thì làm đó, mình làm ở trong cái nhà lồng, nhà có ni lông như vậy, thì trời mưa mình cũng không sợ, mình vẫn làm được. Còn trời nóng đó, mùa hè thì người ta sẽ xịt một lớp vôi trắng tráng lên cho nó mát, chứ không thôi mùa hè ở Úc rất là nóng. Mùa đông đó, làm farm ở trong farm thì nó ấm, tại vì trong đây nó có nhà bầu nhà ấy, ở ngoài nhiệt độ khoảng mười mấy độ, ban đêm có khi 4-5 độ nữa. Còn ban ngày ở mùa đông á, mùa thu rồi đó, thì nó chỉ có ban ngày khoảng 25-26 độ là tối đa thôi, có khi khoảng 20 nữa. Thì làm trong đây mùa đông rất là ấm đó, nhưng mà mùa hè thì rất là nóng đó. Các bạn nào mà muốn làm farm thì qua Úc làm farm thì phải nghiên cứu kỹ trước nha, chứ để qua đây rồi nóng rồi ôi sao có người nói là ở Úc làm farm sướng lắm, tiền nhiều lắm. Có tiền thiệt, nhưng mà mình cũng phải bỏ công sức mình ra đó. Thì đây là bắt đầu bông vàng các bạn, bông màu vàng này ha. Đó là đầu cái trái nó có màu vàng gì nào, bông vàng gì nào, khoảng trong vòng tối đa là 2 tuần, chứ 10 bữa là cũng có hái à. Đây, còn đây là cái cây dưa. Mình nãy mình có nói là nếu như mình không có tỉa, quấn tỉa á, nó sẽ như gì đây. Nó có chút xíu là cái lá đầu, cái lá đài nè ha. Cái này là lá đài. Mình zoom lên cái. Đây gọi là cái lá đài. Rồi cái này bắt đầu là lá chính, là bắt đầu từ ngay chỗ lá đài là nó đã có trái. Nó dài 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 lên luôn. Nếu như mình trồng theo kiểu Việt Nam, Việt Nam mình thả lan luôn á, thì nó cũng có trái gì. Trái rất là nhiều. Nhưng mà trồi nhiều quá thì nó cái trái nó không tốt, với lại nó nằm xuống đất gì á là cái bề ở dưới á là nó bị sẽ bị trắng. Ở Úc này nó quan trọng nhất là cái chất lượng sản phẩm, mà với lại nhìn cho nó đẹp mắt. Nhưng mà không đẹp á là gọi là hàng giạt, bán có nửa giá, có khi bán người ta không mua hả. Thì mỗi nách lá là mình sẽ mỗi trái luôn các bạn. Đó, cho nên mình cần phải quấn, mình thả dây mình quấn. Cái này đây. Đó. Đây là mỗi nách lá. Mỗi nách lá là nó ra mỗi bông mỗi trái luôn. Rồi mỗi cái chồi nè. Rồi thêm mấy cái chồi này nữa. Mỗi nách lá của cái chồi này lại có bông có trái nữa. Đây. Các bạn thấy không? Đó. Cái chồi này, cái này là cái chồi ha, cái chồi nhưng mà nó vẫn có bông có trái, nhưng mà nếu như mình để nhiều quá là mấy cái trái này bị teo đó, không có điều đó. Cho nên các bạn làm farm ở Úc thì mình sẽ ví dụ mình làm cái cây này cho các bạn coi ha. Đây mấy cái này mình sẽ bỏ hết, để bỏ hết. Tỉa bỏ hết, tỉa chừa khoảng cao khoảng 1 gang tay, tại vì cái này là mình trồng ở dưới đất, cho nên mà để thấp quá thì nó sẽ bị trắng cái trái, khi mà cái trái nó tiếp xúc với đất đó, như vậy đó. Bắt đầu sau đó mình sẽ thả một sợi dây một nó lên, một quấn nó lên, đặng nó đứng lên là trái nó thòng xuống đất. Như bên đây ha, cái này nếu như mà ở Việt Nam rất là khoái ha, rất là thích ha. Đó, nhiều bông nhiều trái ha, nhưng mà mất sức, cái cây mất sức, cái lại trái này nó không có chất lượng,
ở Việt Nam mình trồng thì mình trồng ở nhà, mình không cần phải là đẹp, cho nên mình để luôn, nhưng mà nó sẽ mất sức, mất cái khớp này, cái khớp này nó sẽ không có đủ chất dinh dưỡng để mà nuôi mấy cái trái. Thì nãy mình quên đề cập đó, làm farm ở Úc đó thì có người thì trả tiền mặt, có người thì khai thuế. Nhưng mà làm đúng luật là phải khai thuế. Khai thuế là phải trả cho người ta là khoảng 22 đồng gửi trở lên là mới đúng luật. Đó. Còn nếu như mà có nhiều một số người người ta làm, người ta không cần khai thuế, ta không muốn khai thuế thì trả chỉ có 15 đồng, 16 đồng, 17 đồng tùy công việc nữa nha các bạn. Cái này đó, bắt đầu để trái như vậy là được đó các bạn. Rồi mốt nó bự lên mình sẽ quay cho các bạn coi là nó nở bông vàng đều luôn, rất là đẹp, vàng nhìn giống như bông mai vậy đó. Thì làm farm ở Úc mình chỉ giới thiệu sơ sơ cho các bạn coi chút đỉnh thôi, mai mốt mình sẽ quay luôn cho các bạn khi lúc người ta quán tỉa. Cái này là bởi vì mình đã quán tỉa xong rồi đó, thì mình sẽ quay cho các bạn coi làm như thế nào. Thì cũng đơn giản dễ làm lắm chứ không có phải là quá khó. Sau này thì mình cập nhật thêm một vài cái video nữa về cách làm farm ở Úc như thế nào cho các bạn hình dung coi nha. Chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành và vui vẻ nha. Rồi mình sẽ cập nhật thêm nhiều cái video về cuộc sống làm farm ở Úc. Chủ yếu là mình quay cảnh farm, cảnh trồng trọt ở Úc cho các bạn coi, để cho các bạn sau này mà đi qua đi dạng sinh viên hoặc là dạng lao động thì có thể đi làm farm. Chứ đi du lịch là làm không có hợp pháp, rất là nguy hiểm, như bị chính phủ nó phát hiện bắt đó, là nó sẽ đưa về nước. Tại vì là đi du lịch là đi du lịch chứ không được phép làm. Còn những cái visa, có những loại visa du lịch được làm thì visa 462 á, thì có thể đi làm được, là visa đó chính phủ là cấp cho những cái bạn mà sinh viên mới ra trường để mà đi làm khoảng 1 năm, rồi có gia hạn thêm 1-2 năm thêm nữa thì mấy bạn đó có thể đi làm hợp pháp. Còn những người mà đi làm mà dạng đi du lịch đó, thì làm không hợp pháp thì chính phủ sẽ phát hiện, là chính phủ sẽ đuổi về nước, là hồ sơ các bạn sẽ bị đen nha. Rồi xin chào các bạn luôn nhé.